Xin chào anh chị, hiện tại mình đang đứng ở đây là thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Còn đường trước mặt anh chị là đường quốc lộ 14 anh chị nhé. Anh chị đi thẳng về đường này là về được thành phố Đồng Xoài này, về huyện Đồng Phú, về trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, đi Thủ Dầu Một, Bình Dương, đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ là đi hướng này anh chị ha. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, vân vân, đi hướng này anh chị nhé. Rồi, quay lại đây thì mình đi thẳng đây là mình đến Đắk Nông này, Đắk Lắk này, các tỉnh Tây Nguyên, đi miền Trung và đi miền Bắc anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm trên mặt đường quốc lộ 14 thuộc ấp 2 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là cái miếng đất này anh chị nhé. Miếng đất này thì nó có 12 mét mặt đường quốc lộ 14, bắt đầu từ đây này, bắt đầu từ ngón tay mình chỉ này, chạy sang bên này 12 mét đi sâu bên trong anh chị nhé, là diện tích của nó là 667 100 mét thổ cư mặt đường quốc lộ 14 nhá. Bây giờ mình vào đất anh chị nhá. Đó, vào đất anh chị ha. Rồi, ở đây thì quán xá dân cư khá là đông đúc anh chị nhá. Quay lên đây một chút là đi khoảng chừng 2 cây số nữa là anh chị tới được đầu đường Đạo Lực này, Ủy ban xã Đồng Tâm anh chị nhá. Rồi, mình đi xuống đây đi. Đó. 667 100 mét thổ cư, 12 mét mặt đường quốc lộ 14 anh chị nhá. Trên đất thì nó có một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ này. Đó, rồi giếng khoan, điện này ông chủ này ông có mắc vào sẵn rồi này. Anh chị này. Đó. Đó, 12 mét mặt đường nhá. 12 mét thì tính từ cái cây ổ này đi. Đó, tính từ cây ổ này này. Đó, chạy sang đến cây xoài đó. Đó, 12 mét anh chị nhá. Đó, đi vào bên trong. Đây này, ông có khoan một cái giếng này. Đó, khoan cái giếng này. Đó, giếng khoan này. Đó, điện này. Anh chị ha, số nhà của người ta này. Số nhà là 110 này. Đó, xã Đồng Tâm, Đồng Phú này, 110 này, quốc lộ 14 này. Anh chị ha. Đó, giờ mình về đằng sau đi. Ngày trước này ông ở đây này, bây giờ ông ấy chuyển đi về Đồng Nai ông ở rồi. Đây là ông bán anh chị nhá. Đó. Đây có cây ổi. Quá trời trái luôn. Đó. Chôm chôm này. Đủ các loại. 667 anh chị nhá. 667 100 mét thổ cư. Cái miếng đất này anh chị về mua ở được luôn nha anh chị nhé. Điện nước rồi còn nhà thì mình bỏ tiền ra mình xây thêm căn nhà, muốn nhà rộng thì mình xây tùy vào cái mục đích sử dụng. Đến đây là bắt đầu nở ra này, nở ra nha anh chị nhé. Nở ra nó tận 6.700 cơ mà. Đó. Ngày xưa là công trình phụ của họ đây, những công trình này thì không sử dụng được nữa đâu anh chị nhé. Ui dồi, trơn quá, chút nữa té anh chị ạ. Hôm nay mưa suốt luôn này, đấy. Ranh giới rõ ràng anh chị nhé. Đấy, toàn bộ vườn điều này là của ông ấy hết. 667 anh chị nhé. Đó, này, nhà hàng xóm người ta có rào bê tông này. À xin lỗi, rào bê tông, rào B40, cơ côn chôn cọc bê tông. Đây này, anh chị này. Đó, anh chị này, không? Đó, đất của anh này thì tới đó rồi chạy ra đó anh chị nhé. Đấy, đây, tôi đứng ra đây đúng hơn này. Đây, tôi đứng đây nhé. Đây đúng hơn này, đây tôi quay lại này. Đó, đến cái qua cây điều tới cái cọc bê tông lưới B40 này nở hậu ra tới cây sầu riêng kia. Đó, anh chị nhìn này, đó hàng sầu riêng đó. À, cây sầu riêng với hàng đá đó chạy ra nở hậu ra anh chị nhá. Đó, đất này cũng đẹp đấy, không có xấu đâu anh chị nhá. Để làm vườn thì thoải mái anh chị ạ. Anh này anh bán cái giá tốt lắm nhá, 700 triệu một sào thôi. Đó, 700 triệu một sào nhân với 667 dùng mình nhá. Đó, mặt đường quốc lộ 14 12 mét, có sẵn 100 mét thổ cư, điện kéo rồi, nước giếng khoan có rồi. Ở đây thì dân cư xung quanh đông đúc anh chị ha. Cách Đạo Lực, cách đầu đường Đạo Lực 2 cây, Ủy ban xã Đồng Tâm, trường học, trạm xá cũng 2 cây này. Đó. Nếu mà nói về thực tế, đất anh này cả mẫu đất cơ. Cả mẫu đất cơ anh chị ạ. Nhưng mà mình đang quay đây mình nói đất trên sổ đây anh chị nhá. Đấy, còn phần dư ra thì có thể là mình mua anh ấy cho mình luôn ấy. Anh hôm qua anh kia anh nói là nếu mà ai thiện chí mua thì kéo anh tặng luôn. Đấy, tặng không lấy tiền. Đấy, thôi nhưng mà quay phim, quay video để bán ấy thì mình cứ nói diện tích thực tế anh chị ạ. À, anh ấy nói là đằng sau này để kê cái đường điện kìa. Đó, đường điện 500 kV anh chị này. Đấy, ở dưới chân đường điện, qua chân đường điện là anh còn hai sào mấy đấy. Thì cái này mình đến mình cứ thương lượng với anh ấy, mình mua. À, mình mua thì phần đất đấy thì hôm qua em kia anh cũng nói là cho tặng đấy thì người ta tặng được thì tốt, còn không thì thôi. Còn cái video này mình chỉ nói đến 667 thôi anh chị nhá. Còn đất dư là mình không nói ở đây nhá. Đất dư thì mình cứ đến đó, mình thiện chí mình mua thì mình
6 mấy sào đó, 2-3 sào đó, thì mình mua thì mình thương lượng với họ, mình họ xin họ xem họ có cho không. Thì hôm bữa trước anh có nói với mình là ai mà mua thì anh tặng luôn cái phần đất dư đằng sau mấy sào đó. Đó, mà phần đất dư đằng sau thì có thể làm sổ được đấy, thì cái phần đấy người ta cho tặng thôi, mình không tính vào đây đâu anh chị nhá. Đó, mình đây thì mình chỉ tính là 6 sào 7 thôi anh chị nhá. Cái giá này là người ta bán giá là 700 triệu một sào trên sổ anh chị nhá, 700 triệu một sào trên sổ là 6 sào 7 đấy. Mình nói thế để cho nó thực tế cho anh chị dễ hình dung. Rồi một lần nữa mình chia sẻ lại này, kia có nhà dân nữa. Đó, trên đó là mặt đường nhá. Đó anh chị nhá, toàn bộ khu vực điều này là 667 ra ngoài mặt đường là 12 m, mặt đường quốc lộ 14 anh chị nha, dân cư xung quanh anh chị nha. Là phần tôi đang đứng là có sổ nha, còn phần bên kia là chưa có sổ đấy. Ai mà mua cái miếng 667 này thì anh nói là anh ấy, có thể là anh ấy tặng bên đó mấy sào đó và bên đấy làm sổ được luôn anh chị ha. Thì nghe người ta nói vậy, còn mình đi làm đất này thì thường thường những phần nào có sổ thì mình tính, còn phần nào không có sổ thì hai bên tự đến làm việc với nhau đấy, cho tặng như nào đó thì cho. Chứ còn mình thì mình đi làm này thì mình cứ căn cứ vào pháp lý thôi anh chị ha. Tính tiền trên sổ anh chị nhá. Đấy, còn không có sổ thì sao mà mình nói được, đúng không ạ? Đấy, mình phải có căn cứ, phải có pháp lý thì mình nói được. Thì mình chỉ quay bán 667 cho anh thôi anh chị ha. 700 triệu một sào nhân với 667 anh chị nhá. Còn rồi dư ra đấy thì mình thỏa thuận với nhau anh chị ha. Thì rồi ra thì người ta cần bán thì người ta cho mình luôn, vì nó chưa có sổ mà. Mình về mình làm sổ sau anh chị ha. Đấy. Rồi, nó chỉ vậy thôi anh chị nhá. Thì anh chị nào đang kiếm một miếng đất mà có mặt đường quốc lộ 14 thuộc xã Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước mà để ở này, rồi để làm vườn này thì đây cũng là một sự lựa chọn phù hợp anh chị nhá. 6 sào 7 100 m thổ cư, đường sau còn dư mấy sào, có thể người ta sẽ cho anh chị ha. Thì anh chị cứ lên xem đất thì phù hợp thì mình gặp người ta rồi mình đàm phán, mình thương lượng anh chị ha. Đấy, cái cọc sắt kia là từ đấy anh chị ha, nghĩa là cái nhà bên cạnh nó đổ đất kìa. Đó anh chị nha. Rồi, thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những sản phẩm mới, những video mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.